Giống như khô da thì bình thường có sao đâu. Đúng rồi, nó con bình thường mà. Em thấy không có gì sợ. Chứ còn nó cũ không có sợ. Đúng rồi, cái này bông cảm giác như mình cứ như lâu lâu em ngồi em lấy cái tay em đụng đụng em thấy nó bong bong lên đó. Tại nó như khô da vậy đó mà. Giống như cái màn nặng mụn cái nó bốc nó chóc lên vậy thôi chứ không bị gì chứ em xài xong da em sau này da em khỏe thôi đó dạ. À khỏe em xài nó không đó mà em hết mụn em mua em